Thế anh trai cho em hỏi thêm chút xíu là thế cảm nhận của anh khi lên trên này tới gặp ô tô Quang Trung rồi sao? Ông chủ rất tuyệt vời, nhiệt tình, chu đáo. Đấy, nói chung là những người làm ăn á, nên phải gặp ông chủ này, vì chủ mà dễ tính á, thì xe làm ăn sẽ được anh em nhá. Vâng, anh từ đâu lên ta? Mình từ ở Vĩnh Long, giáp cách Cần Thơ 26 cây. À, 26 cây là từ đó mà lên trên này là nó khoảng bao xa ta? Rơi vào tầm là khoảng 530 cây. Dạ vâng, chào quý anh chị nha. Thì tranh thủ buổi sáng ngày hôm nay trời mưa quý anh chị ơi. Nói chung là quý anh chị chỉ cần bỏ ra 50 triệu là quý anh chị đã sở hữu được một mẫu xe rồi, 25 triệu thôi. Đó, thì quý anh chị sẽ đi theo chân em Trung một vòng và tất cả cái. Thì ngày hôm nay em Trung có những gì mà nó đông vui, nó nhộn nhịp vậy như quý anh chị. Đó, tất cả cái thì anh chị sẽ đi theo chân em Trung một vòng. Và nhiều anh nhiều chị hỏi em Trung là quay chi tiết cái con Vios này, thì chút xíu em Trung sẽ làm cái con Vios này cho quý anh chị nhá. Và chi tiết luôn. Đó, tất cả cái thì cũng còn rất là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Đây cũng là một anh khách hàng đó từ miền Tây là chạy lên tới đây cũng phải tới là 500 km. Đó, lên tới tận đây thì em Trung cũng có đang làm tất cả những cái mà hồ sơ giấy tờ và ráp thêm màn hình đó, camera và cho quý anh chị đấy, tất cả tặng cho quý anh chị luôn đấy, quý anh chị đó, màn hình rất là to đó, anh em nó đang làm và tất cả cái thì anh chị cập nhật thêm những cái mẫu xe trên cửa hàng đó quý anh chị này, cũng rất là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Thì những cái xe nào anh chị quan tâm mẫu xe nào thì cứ chụp lại cái màn hình dùm cho em Trung, số điện thoại của em Trung thì để dưới phần mô tả đó. Và quan tâm cái video, những cái video đó thì những cái xe đó thì em Trung đã có những cái video chi tiết nhé quý anh chị nhé, cũng còn khá là nhiều, rất là nhiều, từ 50 triệu, 25 triệu cho quý anh chị đã sở hữu được những cái mẫu xe trên cửa hàng rồi. Đó, quý anh chị trời mưa mà quý anh chị sở hữu được một mẫu xe thì phải nói là che mưa che nắng thì quý anh chị thì phải nói là chất nhất cuộc tình luôn quý anh chị. Đó, cũng còn khá là nhiều luôn nhé quý anh chị nhé. Đó, thì anh chị cứ quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung. Thì Innova này thì anh khách miền Tây đã bán rồi. Nói chung là được cái là vô tình gặp người anh em đồng hương. Đây tiếp tục đây thì Toyota Jay. Xe này thì đời 2005 nhé quý anh chị. Đó. Và Everest máy xăng máy dầu thì cũng còn gọi là cũng còn khá là nhiều. Đó, cũng rất là từ gọi là vài chục triệu thôi. Đấy cũng giống như là em Mitsubishi Jolly này quý anh chị này. Đó. Đời 2004, đèn cột lốp treo. Đó quý anh chị, hơn 100 triệu thôi. Đó quý anh chị đã sở hữu được rồi. Và tất cả những cái xe trên cửa hàng của em Trung thì bán cho quý anh chị là bao quay đầu, có bảo hành cho quý anh chị nhé. Bao quay đầu và có bảo hành cho quý anh chị. Cũng còn rất là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị đây, những từ bán tải này quý anh chị này. Đó, cũng rất là yêu XLT bản đồ. Đó, xe này em Trung đã có video chi tiết rồi. Và Mitsubishi Barrio Sport. Đó, tiếp tục tới cái câu chuyện nhé quý anh chị. Thì đây cũng giống như là đây mẹc xe ngày xưa mà quý anh chị thấy không, em mẹc này mà nói tới phải nói là tiền tỷ đó, tính ra là tiền tỷ mà bây giờ quý anh chị bán ra đâu có bao nhiêu tiền đâu. Nhưng mà phải nói thương hiệu Đức thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi đó. Nói chung là phải nói là nó là gọi là công nghệ và chất lượng phải tính năng an toàn của nó phải là quá tuyệt vời luôn quý anh chị. Đây, mẫu xe Mercedes đó quý anh chị thấy không? Cũng phải nói là cực kỳ là đẹp. Anh chị đóng cái cửa vô thôi đã khác hoàn toàn với lại những cái xe khác rồi. Đó. Này thì bán cho quý anh chị 360 triệu. Đây và tiếp tục đằng bên kia quý anh chị kìa. Một mẫu xe Honda CR-V quý anh chị thấy không? Đẹp chưa? À, chất phải nói là cực kỳ là chất. Giá cũng cực kỳ là yêu thương. 570 triệu cho quý anh chị. Đấy cũng còn khá là nhiều sự lựa chọn. Thì anh chị có quan tâm mẫu xe nào thì chụp lại cái màn hình dùm cho em Trung nhé. Đó, cũng còn rất khá là nhiều đây quý anh chị này. Đó, 5 chỗ 7 chỗ bán tải đó quý anh chị thấy không. Đó, gọi là rất là nhiều cái đẹp. Và tiếp tục thì ngày hôm nay em Trung chỉ có lên quay em Toyota Vios cho quý anh chị thôi. Đó, phải nói là cực kỳ là yêu. Đây quý anh chị này, nhìn xe này là đời 2004 nhé quý anh chị nhá. Vios 2004. Đó. Thì anh chị sẽ đi theo chân em Trung một vòng và tất cả cái thì ngày hôm nay em Trung sẽ quay chi tiết cho quý anh chị. Đó, màu thì cũng phải nói là được cái là cũng rất là dễ thương, đẹp.
gọn gàng, sạch sẽ. Đó, quý anh chị thấy không? Vios xe này là bản G nhé quý anh chị nhé. Tất cả cái thì vỏ lốp của quý anh chị này, vỏ lốp cũng còn khá là dày. Đó. Xe này thì không có mục mọt, thì xem chung bán cho quý anh chị thì có bảo hành, có bao quay đầu. Đây là tất cả cái nội thất của em nó này. Màn hình Android này, đó, vô lăng và tất cả cái quý anh chị ta. Được cái là cái dàn cái ghế này cũng khá là đẹp rồi quý anh chị nhé. Sạch sẽ gọn gàng. Đó. Anh chị nhìn từng cái táp ly của em nó, phải nói là từ bao nhiêu năm nay rồi nhưng mà em nó vẫn còn một cái táp ly như này, cũng phải nói là cực kỳ là đẹp. Đây từng những cái nỉ này quý anh chị thấy không? Rất là yêu. Đó. Thì anh chị quan tâm cái mẫu xe này thì alo cho em Trung. Đây và tất cả cái từng những cột kèm. Nói chung là mấy cái xe cỏ cỏ này thì anh chị mua về đây thì không phải lỗ nữa rồi. Gọi là lỗ thì gọi là không có đáng bao nhiêu kể đâu quý anh chị. Sau này quý anh chị bán lại. Đây, đăng kiểm rất là dài. Đây quý anh chị đúng. Trời mưa mà quý anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe mà để mà đi che mưa che nắng như này thì thay cái xe máy thì quý anh chị phải nghĩ. Đây, vỏ lốp trước của em nó. Thì nói chung là bốn cái vỏ thì còn rất là đẹp nhé quý anh chị nhá. Thì nhiều anh nhiều chị hỏi em chung là quay luôn chi tiết và tổng thể quý anh chị. Giá có hơn 100 triệu. 140 triệu cho quý anh chị một mẫu xe Toyota Vios bản G. Đấy quý anh chị. Nói chung là bản G thì nó khác biệt rất là nhiều so với lại cái bản bản E nhé quý anh chị nhá. Cũng cực kỳ là yêu chiều quý anh chị. Đây. Đây cái phần cái đằng trước cái màn hình kia nó hư nhưng mà em chung lại ráp thêm cái bỏ cái màn hình nó ra. Đó quý anh chị. Thì ráp cái một cái màn hình khác. Đây táp bi của em nó này. Đó. Nội thất phải nói là cực kỳ là đẹp nha quý anh chị. Nội thất phải nói là cực kỳ là đáng yêu. Đấy, quý anh chị từ táp ly tất cả một cái. Giá có vài chục triệu. Đây vỏ lốp sau của em nó này. Thì chút xíu em Trung sẽ nổ luôn cái phần máy cho quý anh chị luôn. Quay luôn cái phần máy luôn quý anh chị. Giá theo. Rất là yêu và dễ thương. Tiếp tục. Riêng cái xe này thì em Trung bao cho quý anh chị chạy Bắc Nam nhá. Không cần phải suy nghĩ. Đây chủ xe lên hướng dẫn với chủ xe. Đó thì đây cũng là một em crew đấy quý anh chị này. Đó, 240 triệu là quý anh chị đã sở hữu được rồi. Đó, tất cả cái quý anh chị theo. Nhìn form dáng phải nói là cũng cực kỳ là đẹp. Đó, giá cực kỳ là yêu thương. Đó. Em nó thì trang bị thêm cái màn hình Android kìa quý anh chị. À, rất là to, camera hành trình tất cả cái đầy đủ hết quý anh chị. Số sàn nhá. Đó. Anh chị nào hợp phong thủy màu bạc thì cứ alo cho em Trung. Và tiếp tục đây quý anh chị này. Em Camry này thì cũng hơn 100. Đấy. Giá thấy không? Ngày xưa mà quý anh chị thử nghĩ coi. Cái dòng này mà quý anh chị thương hiệu và đẳng cấp một thời. Đó. 175 triệu cho quý anh chị một em Toyota Camry đời 2001 nhá. Đó. Thì cái chỗ này cái cảng này nó cứ bị chảy chút xíu thì em Trung sẽ làm lại cho quý anh chị. Đẹp sạch sẽ lại. Và đằng bên kia thì còn Xích 5. Đó Toyota Altis quý anh chị. Thì những cái xe kia thì nhân viên đó người ta của em Trung thì người ta đang đi. Đó thì cũng xếp dọc đó thì anh chị quan tâm thì alo cho em Trung. Giá từ 25 triệu đây quý anh chị. 25 triệu quý anh chị đã có xe đi rồi. Đấy, một em Mazda 323. Đó. Và em Dagulanot. Đó, 25 triệu nha quý anh chị và 50 triệu này quý anh chị. Thì ngày hôm vừa rồi đó có cái anh trai kia anh chuyển cọc cho em 5 triệu nhưng mà thôi. Không nói tới nữa là alo em Trung. Em Trung chuyển lại đủ tiền cho anh. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Đó. Bây giờ anh chị thử hỏi cái. Đòi xe nhập ấy, phải giống kiểu một cái xe mới thì thôi. Thông cảm quý anh chị. Em Trung không phải là quý anh chị suy nghĩ như vậy thì nên đi mua một cái xe mới. Đó. 25 triệu mấy anh còn phải đòi là phải zin, phải đẹp, phải cọp. Thì thôi thông cảm. Em Trung cũng trả lại. Đó. Nên là cũng không có lấy của anh một đồng nào. Đó. Đó quý anh chị thấy không? Còn khá là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Thì anh chị quan tâm cái mẫu xe nào thì alo cho em Trung nhé. Số điện thoại của em Trung thì để dưới phần mô tả. Những xe này trên cửa hàng của em Trung thì đã có video chi tiết rồi. Anh chị cần cái video chi tiết nào đó thì kết nối cái Zalo em Trung gửi qua cho quý anh chị nhé. Mẹt 9 chỗ này, không hết đời. Đấy. Thì tiếp tục em Trung lại hỏi anh trai xem cảm nhận, cảm nghĩ của anh nhỉ. Thế anh trai cho em hỏi thêm chút xíu là thế cảm nhận của anh khi lên trên này tới gặp ô tô Quang Trung rồi sao? Ông chủ rất tuyệt vời, nhiệt tình, chu đáo. Đấy, nói chung là những người làm ăn á, nên phải gặp ông chủ này vì chủ mà dễ tính á, thì
thì xe nào ăn sẽ được anh em nhá. Tôi vừa lên đây, đây hốt con này của anh về đây. Rồi, cảm ơn bác rất nhiều. Vâng, anh từ đâu lên ta? Mình từ ở Vĩnh Long, giáp cách Cần Thơ 26 cây. À, 26 cây là từ đó mà lên trên này là nó khoảng bao xa ta? Rơi vào tầm là khoảng 530 cây đến 540 cây. À, rồi, cảm ơn bác rất nhiều. Vâng. Đấy, thì cũng còn rất là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Đây, tiếp tục trong chung lại quay luôn cái phần máy cho quý anh chị này. Toyota Vios này. Đó. Giá chỉ có 140 triệu thôi, đời 2004. Xe này là bản G nha quý anh chị nhá. Đây anh chị này, những cái tem mạc này. Đó, rất là yêu luôn. Thì thôi, cuối video thì em chung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và anh chị có nhu cầu lựa chọn cho mình một cái xe về đi tránh mưa này, đó, tránh nắng, hoặc là chạy dịch vụ trên cửa hàng của em Trung thì còn rất là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị nhé. Từ cho quý anh chị về bổ túc tay lái và quý anh chị về làm dịch vụ, kinh doanh dịch vụ cũng rất là nhiều nha quý anh chị nhé. Thì thôi, chào quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo.